Em cô Phan chào các bác đang xem nhé. Thì ngày hôm nay cũng trời khá là nóng nực, thì sáng giờ anh em bọn em cũng đang chuẩn bị cho cái công việc bên trại mới, cũng khá là bận rộn. Thì hôm nay em cũng làm video chia sẻ tâm sự với anh chị. Thì vấn đề mà em muốn tâm sự vẫn là về vấn đề chăn nuôi chó bẹt dê. Thì chắc hẳn thì tất cả mọi người ai cũng đã từng nuôi các con động vật, ví dụ như con gà, con vịt, con heo, con gì đó. Thì cái việc mà mình chuẩn bị giống, con giống thì cũng rồi, bên cạnh đó cũng là hệ thống chuồng trại để chăn nuôi chăm sóc nó phải phù hợp. Thì cái con chó bạch dê này cũng vậy thôi, ngoài việc chọn con giống tốt, chúng ta cũng phải cần phải xây dựng cho nó một cái hệ thống chuồng trại rộng rãi thoáng mát. Nhưng mà cũng cần thiết là phải hợp vệ sinh nữa để đảm bảo sức khỏe cũng như sự sinh trưởng phát triển tốt cho bạch dê. Thì hôm nay em sẽ đưa mọi người đi xem quanh một vòng cái trại mới của gia đình em, giờ cũng đang tích cực để xây dựng, sắp tới là chuyển sang bên này làm luôn. Đây là khuôn viên bên ngoài của trại này. Sân chơi thì mọi lần em cũng đã làm video quay cho mọi người xem và chắc hẳn mọi người cũng đã thấy rồi. Sắt chiếc ngổn ngang đây, anh em hôm qua cũng kéo sắt về để chuẩn bị làm thêm một cái trại, một cái nhà coi để tiện cho cái việc chăm sóc rồi coi đêm hôm. Cái chó này thì nhiều lúc cứ động tĩnh là nó cứ sủa ầm lên thì cũng phải có người coi để răn đe, hạn chế ảnh hưởng đến hàng xóm. Đây, cái nhà này thì xây cũng lâu rồi, để của cậu em ở đây thì cũng xem nhưng mà hơi xa trại. Được cái thì ông anh cũng vừa xuất ngũ bộ đội về thì tía cũng có kêu là xây thêm một cái trại, cái nhà để giữ ở đây để hai anh em cùng nhau xem trông coi chó. Đằng sau này sẽ kéo lưới để và cắt tường mở cửa ở đây cho chó nó ra nó chơi sau những giờ mà mình nhốt nó trong chuồng lâu. Phía sau này cỏ rất là nhiều, sắp tới cũng phải phát quang để lấy mặt bằng. Ok, và đây này, sân chơi thì cũng phải cần thiết phải có cây xanh các bạn ạ, cây xanh có bóng râm, tại vì chó nó ra ngoài mà nắng quá thì nó cũng mất thân nhiệt rất là nhanh. Dự kiến là sẽ làm 4 ô, và đằng sau đây cũng vẫn còn, có thể sau này cũng sẽ làm thêm một sân chơi ở đằng sau này nữa. Xung quanh là cỏ, tại vì mình nuôi chó này thì cũng không thể nào mà xịt thuốc hóa học được, cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến chó, nên là chỉ đợi cho khô rồi phát rồi dọn dẹp thôi. Đây là đằng sau trại các bạn ơi. Bên hông này là một góc khá là lý tưởng, rất là rộng rãi thoáng mát. Chỗ này thì anh em mình thường đem chó ra đây để vệ sinh, chải lông và tắm rửa. Đây, chúng ta đi vào bên trong nhé. Về đây là dàn chuồng để chuẩn bị sắp tới sẽ đem những chú chó lớn. À, đây là bầy chó con cũng được gần tháng tuổi rồi đây. Máng ăn. Rồi, thấy người là chúng rất là thích thú đây.
Đây, bữa trước thì nhốt chó con ở đây. Chó con chúng ta cũng cần phải có một nơi nhốt riêng. Khá là rộng rãi. Thì cái việc xây dựng chuồng chó thì cũng phải đảm bảo được yếu tố là phải rộng rãi và khô ráo, thoáng mát nữa, cũng nhằm cái mục đích là hạn chế được những bệnh về ngoài da như là lông, hôi rồi cháy rận các kiểu. Nhưng mà trại mình thì cái việc đó thì không ít 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 khi xảy ra lắm, tại vì đã được xử lý rất là kỹ càng rồi. Này để sàn chuồng nha các bạn. Lượng nhựa này rất là cứng, rất là tiện trong việc thi công và lắp đặt. Đây, mình sẽ quay toàn cảnh về số chuồng mới hoàn thiện thôi, sắp tới thì cũng phải thêm rất là nhiều nữa. Chuồng này để nhốt chó lớn. Bên kia khá là chật chội cho nên hai em này phải sang đây ở trước. Đấy, các bạn thấy được không? Khá là thoải mái nhá. Sắt cửa chuồng rất là cứng cáp. Chỗ này là để máng nước và chỗ đựng thức ăn. Bên ngoài thì cửa sổ rất là thoáng và cây xanh rất là nhiều, cho nên là về cái việc giữ cho con chú chó nó được mát mẻ thì không cần phải lo nữa rồi. Đây, lồng vận chuyển đi xa các bạn ạ. Thì không gian ở trong này cũng giờ cũng khá là còn bầy bộn, tại vì cũng chưa có đi vào hoàn thiện đó. Chắc cũng phải một thời gian ngắn nữa là sẽ xong. Đây, chiếc tủ này thì để được thịt đông lạnh để mang ra nấu cháo cho chó này. Không gian rất là bình mộng các bạn ạ. Ok, và mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì nhớ ủng hộ cho kênh mình nhé. Vừa rồi là những hình ảnh mà em muốn chia sẻ về chuồng trại của gia đình nhà em. Thì có bác nào cũng làm cái công việc chăn nuôi, có ý kiến gì hay cứ chia sẻ góp ý với em để anh em mình cùng nhau phát triển. Vâng, và để kết thúc video thì em cũng xin được gửi lời chào đến toàn thể các anh chị đang xem video của em, và chúc cho mọi người có một ngày mới làm việc thành công. Ok, và hẹn gặp lại mọi người.